Sau đại thắng Tết Kỷ Dậu 1789, uy thế của triều đại Tây Sơn rất lớn. Tuy nhiên, vua Quang Trung nhận định nhà Thanh sau khi bị nhục một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo báo thù. Như thế, việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc cho dân. Do đó, nhà vua thi hành chính sách ngoại giao khôn khéo, linh hoạt. Trong khi đó, quan lại nhà Thanh đang cai quản những vùng đất giáp nước ta như Phúc Khang An, Thang Hùng Nghiệp cũng rất sợ nếu phải đối đầu với quân Tây Sơn một lần nữa, nhất là khi bài học Tôn Sĩ Nghị vẫn còn nguyên. Tháng 7 năm 1789, Càn Long ra chỉ dụ phong Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương. 4 tháng sau, sứ bộ nhà Thanh mang chiếu phong vương của Càn Long sang Đại Việt phong cho Nguyễn Huệ. Các tướng lĩnh Bắc Hà đón tiếp sứ nhà Thanh ở Thăng Long, cho người giả làm Nguyễn Huệ đứng ra nhận chiếu phong vương cùng nhiều tặng vật của vua Thanh gửi sang, trong đó có đôi vòng ngọc đeo tay viết biểu cảm ơn. Việc vua Quang Trung được vua Càn Long chính thức phong làm An Nam quốc vương là một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao của nhà Tây Sơn. Từ đây, nhà Thanh không thừa nhận nhà Lê nữa. Phái Lê Duy Kỳ không còn lý do để hoạt động phục quốc trên đất Trung Quốc. Những cựu thần nhà Lê trên đất Việt vì thế cũng mất chỗ dựa để tiếp tục hoạt động chống nhà Tây Sơn. Sau khi được phong vương rồi, vua Quang Trung vẫn tìm lý do không chịu nhận lời sang Yên Kinh triều cận. Ông vin cớ là mẹ mới mất phải ở nhà chịu tang, đi triều cận sợ có điều bất tiện về mặt lễ giáo. Phúc Khang An cũng viết cho Quang Trung một bức thư cố thuyết phục nhà vua cùng với Phúc Khang An đi Yên Kinh triều cận. Sau khi gửi thư đi rồi, Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng vẫn e rằng vua Quang Trung không chịu đi, nên ông ta đã cử đại biểu đến Lạng Sơn xin gặp đại biểu của nước Đại Việt để bàn về một vấn đề quan trọng. Các tướng Tây Sơn ở Thăng Long biết rằng đó chỉ là vấn đề vua Quang Trung sang Yên Kinh triều cận vua Càn Long mà thôi, và họ cũng biết rằng vua Quang Trung không bao giờ chịu đi triều cận, nên không cần hỏi ý kiến nhà vua. Họ đã tự cử một đoàn đại biểu đến Lạng Sơn để gặp đoàn đại biểu của Tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang An. Đoàn do Ngô Thị Nhậm dẫn đầu và lấy lý do vua bận chịu tang mẹ nên không đi được. Đại biểu của Phúc Khang An thì nói đại ý rằng tục người Hán để tang 3 năm, nhưng tục người Mãn chỉ để tang 100 ngày. Năm nay, tức là năm 1790, là năm cử hành lễ Bát Tuần Vạn Thọ. Các quan lại nhà Thanh, văn cũng như võ, không ai dám khai là có tang cha mẹ, dù cha mẹ đã chết đi. Vua Càn Long phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương là phong cho một vị vua khai quốc. Vua Thanh lại biết An Nam quốc vương sẽ tiến kinh, nên đã tuyên triệu các nước lân bang như Lưu Cầu, Nhật Bản, Triều Tiên và Mông Cổ cùng đến Yên Kinh dự yến. Lưu Cầu là một nước cổ, bây giờ đã thuộc Nhật Bản. Nói đủ cách, nhưng phái đoàn Ngô Thị Nhậm vẫn tìm cách thoái thác. Thế rồi đại biểu của Phúc Khang An đã nói đại ý như sau: tôi mong hai nước hòa hảo với nhau làm tốt. Quý quốc vương nếu thực không đi được, cũng nên đặt một diệu kế, tìm một người diện mạo giống quốc vương đi thay. Thế là phía Đại Việt đã sẵn sàng cử một An Nam quốc vương giả sang Yên Kinh triều cận vua Càn Long. Phía nhà Thanh, do chủ trương của Phúc Khang An, Thanh Hùng Nghiệp cũng sẵn sàng đón tiếp An Nam quốc vương giả với mọi nghi lễ với một quốc vương thực sự. Theo kế của Ngô Thị Nhậm, tháng 1 năm 1790, vua Quang Trung sai người đóng giả mình, dẫn đầu đoàn sứ bộ 150 người gồm các quan văn võ cao cấp như Ngô Văn Sở, Đạn Văn Chân, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn, Nguyễn Tiến Lộc sang Trung Quốc. Sách Hoàng Lê Nhất Thông Chí và Việt Nam Sử Lược đều chép rằng người đóng vua Quang Trung là Phạm Công Trị, cháu gọi vua bằng cậu. Còn theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, người đó là tướng Nguyễn Quang Thực, người Nghệ An. Dưới sự sắp xếp của Ngô Thị Nhậm, trước lúc lên đường, đoàn sứ bộ đã đặt ra nhiều tình huống và cách giải quyết khác nhau nếu bị bại lộ. Phái đoàn sứ bộ đã đạt được thành công lớn trong chuyến đi sứ nhà Thanh lần này. Trên đường đi, nếu An Nam quốc vương theo đường thủy thì phải có thuyền, đi bộ phải có kiệu hoặc ngựa. Đoàn vua đi đến đâu, nơi đó phải treo đèn kết hoa hoan nghênh và phải cung cấp kiệu, ngựa, thuyền, dân phu cần thiết. Tiền dùng để mua thức ăn, vật dụng ở dọc đường đều do triều đình nhà Thanh đài thọ. Đoàn vua Quang Trung, ngoài vua giả là Phạm Công Trị và con vua Quang Trung là Nguyễn Quang Thùy, còn có những người như đã nói. Đoàn lên đường được vài ngày thì Nguyễn Quang Thùy mắc bệnh, Phúc Khang An phải cho người đưa về nước điều trị. Đoàn đi đến đâu cũng được quan lại địa phương đón tiếp rất trọng thể và tặng nhiều vật phẩm của địa phương. Ví dụ, đến Quảng Châu thì đoàn trú tại lâu đài làm ở trên sông. Trên đường đi, đoàn nhận được thơ ngự chế và ngọc như ý của vua Càn Long gửi tặng An Nam quốc vương. Sách Hoàng Lê Nhất Thông Chí ghi lại rằng vua Càn Long tỏ ra rất trân trọng, chu đáo. Phái đoàn đi đến đâu cũng giống như thượng khách. Tương truyền, tại Tử Cấm Thành, khi nhà bếp làm được loại bánh sữa dâng lên vua, Càn Long liền đem một hộp cho An Nam Quốc Vương. Tháng 7 năm Canh Tuất, đoàn đến Yên Kinh, tức là Bắc Kinh bây giờ, vào lúc lễ Vạn Thọ, tức là mừng Càn Long 80 tuổi đã được cử hành. Vua đã đi nghỉ mát ở Nhiệt Hà. Khi biết tin sứ bộ tới, hoàng đế nhà Thanh cho mời đoàn đến Nhiệt Hà, tiếp đãi trọng hậu rồi ban thưởng rất nhiều. Ngoài ngọc như ý, tòa ngọc Phật và nhiều phẩm vật quý lấy từ kho thượng phương, cả đoàn được tặng tới 1 vạn lạng bạc. Những người đi theo đều được ban thưởng mũ áo. Theo ghi chép, trong quá trình giao tiếp với nhà Thanh, không chỉ riêng Phan Huy Ích lo việc đối đáp, mà các văn thần khác trong đoàn khi cần thiết cũng đều thay mặt quốc vương, tức là vua Quang Trung, để giao thiệp. Ngày 29 tháng 11, đoàn lên đường về nước. Trên đường, đoàn vẫn được tiếp đón long trọng hệt như lúc đi. Theo Đại Thanh thực lục, số tiền nhà Thanh chi tiêu để đón tiếp phái đoàn là 80 vạn lạng bạc. Với phương châm ngoại giao đúng đắn của hoàng đế Quang Trung, từ kẻ thù không đội trời chung, nhà Thanh và vương triều Tây Sơn đã nhanh chóng nối lại mối quan hệ giao hảo. Quan hệ hai nước được mở ra một trang sử mới. Phan Huy Ích viết về chuyến đi đó như sau. Chuyến đi này được nhà vua, tức là Càn Long, đặc cách cho quan tổng đốc đi bạn tống. Thuyền, xe, cờ, quạt quáng cả mắt người. Đi đến đâu, quan lại phải bôn tàu tiếp đón đến đó. Từ trước đến giờ, người mình đi sứ Trung Quốc chưa có lần nào lạ lùng và vẻ vang như thế. Theo các nghiên cứu, phái bộ này đã có ảnh hưởng tới thái độ của nhà Thanh với Lê Duy Kỳ. Sang năm 1971, tức là một năm sau khi đoàn sứ bộ Tây Sơn sang Trung Quốc, nhà Thanh đã sai phân tán các quan lại cũ của nhà Lê đi các nơi để tách biệt, không liên lạc được với nhau và cô lập Lê Duy Kỳ. Bản thân Duy Kỳ bị giam lỏng ở Yên Kinh, sau ốm mà chết yểu. Quang Trung không chỉ muốn hòa hoãn với Càn Long, mà theo nhận định của một số nhà sử học, Quang Trung còn muốn xuất quân đánh nhà Thanh. Trước khi tính chuyện đánh Thanh, nhà vua đã quấy rối nội địa Trung Quốc bằng cách lợi dụng các băng nhóm như là Thiên Địa Hội để khiêu khích người Thanh. Các biên thần nhà Thanh như Phúc Khang An, người mới thay Tôn Sĩ Nghị, tuy biết rõ Tây Sơn có bí mật nhúng tay nhưng cũng chịu nhịn cho qua chuyện. Tuy nhiên cũng có ý kiến ngược lại cho rằng bản ý vua Quang Trung không muốn đánh Trung Quốc mà tập trung vào chiến trường Gia Định, vì lúc đó Nguyễn Ánh đang trở thành nguy cơ đối với nhà Tây Sơn. Quang Trung không có dụng tâm lấy đất Trung Quốc vì ông biết thực lực lúc bấy giờ là không thể, hay ít ra là chưa thể làm lúc đó. Hơn nữa, lực lượng chống lại nhà Thanh quấy rầy ở biên giới cũng là để Quang Trung có nhiều hơn thời gian dồn lực lượng vào chiến trường miền Nam mà thôi. Ông cũng cầu hôn với công chúa nhà Thanh và xin đất Lưỡng Quảng để thử ý vua Càn Long. Dù vậy, ý định này không kịp trở thành hiện thực thì ông đã ra đi đột ngột. Nhưng theo một số lập luận khác, chính vua Quang Trung mà nhà Thanh gọi là Nguyễn Quang Bình đã sang Bắc Kinh dự lễ Bát Tuần Vạn Thọ của vua Càn Long là vua Quang Trung thật. Và việc một vị giả vương đóng thế Quang Trung là do cựu thần nhà Lê và các sử gia triều đại nhà Nguyễn bịa đặt ra nhằm hạ thấp uy danh của Quang Trung cũng như triều đình Tây Sơn trong mối quan hệ với triều đình Đại Thanh. Còn các bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment.